Xin chào tất cả mọi người, em tên là Ngô Việt Linh, em sinh năm 2003. Em đã học xong khóa N4 online của cô Kim Ngân dạy. Xong năm nay em đạt được thành tích là bằng N4 JLPT kỳ thi tháng 7 vừa rồi. Do em cũng đã từng xem rất nhiều bộ anime đến từ đất nước Nhật Bản nên em tự dưng cảm thấy thích tiếng Nhật và em đã quyết định học ngay sau khi em có dự định du học Nhật. Vừa rồi em đã đỗ COE và cũng đã có visa rồi nên là em cũng chuẩn bị đi sang Nhật vào cuối tháng 10 này. Khi học tại lớp thì điều đầu tiên em muốn nói là không khí của lớp rất là náo nhiệt và mọi người rất nhiệt tình. Ngoài ra thì trong quá trình học trong lớp thì có nhiều lúc em cảm thấy em gặp nhiều khó khăn thì cô giáo đã giúp đỡ em rất nhiều. Và cô cũng hay đưa cho em những lời khuyên để đi thi làm bài tốt hơn. Ngoài ra thì theo như em thấy thì trong khi học online thì em thấy cái điều khó khăn nhất mà em thấy là mình không thể trực tiếp hỏi được giáo viên nhiều như ở trên lớp, tại vì cũng một phần là do wifi. Còn đâu thì em cảm thấy lớp học rất là chất lượng và cô giáo cũng nhiệt tình chỉ dạy mọi người từng chút một. Nhân dịp 20 tháng 11 sắp tới thì cũng do một phần là sắp tới em cũng không ở đây nữa nên em muốn chúc cô giáo Kim Ngân của em luôn mạnh khỏe và xinh đẹp hơn và làm ăn thành công hơn trong tương lai sắp tới, và mong rằng cô có thể hỗ trợ được nhiều bạn khác học tiếng Nhật được tốt hơn. Đúng rồi, thì là trong khoảng thời gian học ở trong lớp của cô Ngân thì cô đã giúp đỡ và cho em rất nhiều lời khuyên trước những kỳ thi lớn sắp tới như JLPT, và cô cũng đã động viên em rất nhiều trong quá trình em chờ kết quả hồ sơ. Lời nhắn nhủ của em đến với những bạn muốn học tiếng Nhật đó chính là dù có khó khăn đến đâu thì cũng mong là các bạn sẽ tin tưởng bản thân mình là có thể vượt qua được ngôn ngữ tiếng Nhật này và có thể giao tiếp được với người Nhật theo như mong muốn của mình.